10 năm 20 con cua có càng anh không mà dám móc, con cua gãy càng anh móc cho em xem. Này cậu ơi, cậu. À, thưa cô hiểu thế nào về 4 chữ mà các cụ thường mong ở một người con gái, đó là công dung ngôn hạnh. Thưa ban giám khảo, thưa bà con, theo em là công là công lao, phụ nữ nào phải có công lao. Công là công lao, dung là dung nhan, phụ nữ nào phải thật đẹp. Phụ nữ là phải thật đẹp. Là phát ngôn, phụ nữ là không được phát ngôn bừa bãi. Phụ nữ là không được phát ngôn bừa bãi. Còn hạnh là hạnh phúc, phụ nữ là lúc nào cũng phải được hạnh phúc và sung sướng.